Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. 4 niềm tin giúp tôi tiến lên phía trước. Blog khởi nghiệp phát triển cá nhân, kỹ năng sống Mr. Y Phạm Ngọc Anh phát triển cá nhân, suy nghĩ tích cực. Ngoài sức mạnh của sự tương phản, có 4 niềm tin giúp tôi vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Niềm tin thứ nhất, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân. Rất nhiều người bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn vì họ cảm thấy họ phải gánh chịu những điều vô lý và bất công. Khi họ thất bại hay phải vượt qua một rào cản lớn, họ cảm thấy chán nản vì họ không có đủ năng lực. Họ không cảm thấy khát khao có nó, hay họ chỉ đang không gặp may. Họ thường tự hỏi bản thân, tại sao điều này xảy ra với tôi? Tôi luôn cảm thấy tự tin và có động lực vì tôi tin rằng tất cả mọi thứ, cho dù có đang tồi tệ đến đâu, đều có một nguyên nhân tốt đẹp. Chúng hoặc là dạy tôi một bài học giá trị để hoàn thiện bản thân, hay ẩn chứa trong đó những may mắn. Chỉ cần tôi tiếp tục hành động, vấn đề sẽ sớm lộ diện thành một vận may. Tin vào điều này luôn mang lại cho tôi sức mạnh để tiếp tục. 8 năm trước, tôi thành lập một công ty thiết kế nội thất với một đối tác và gặp khó khăn về mặt tài chính. Sau khi đầu tư 250,000 đô la Mỹ tháng trước, công ty chúng tôi gặp rắc rối trong khả năng lưu thông tiền mặt. Doanh số bán hàng thấp hơn so với dự đoán. Khi công ty không có khả năng trả nợ, chủ nợ đến đòi tiền tôi hàng ngày. Tôi bị nhục mạ và đe dọa. Khi đối tác của tôi tuyên bố phá sản, tôi là giám đốc duy nhất còn lại, chịu trách nhiệm thanh toán hàng trăm ngàn USD tiền nợ. Đó là một trong những giai đoạn căng thẳng và đau đớn nhất của cuộc đời tôi. Bây giờ khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng việc kinh doanh thất bại nặng nề đó thực ra ẩn chứa một vận may, vì nó dạy tôi một bài học tuyệt vời về công việc kinh doanh, giúp tôi xây dựng rất nhiều công ty làm ăn phát đạt ngày nay. Nó dạy tôi quản lý tài chính một cách thông minh và các cách thức lựa chọn đối tác và nhóm một cách chính xác và đáng tin cậy. Đó là những bài học mà trường học hay sách vở không bao giờ có khả năng dạy tôi. Nó giúp tôi có sự tự tin, dũng cảm, quyết đoán và có tầm nhìn xa để xây dựng nên một trong những công ty về lĩnh vực giáo dục hàng đầu tại châu Á. Khởi đầu với số tiền vỏn vẹn 8.000 đô la Mỹ, nếu tôi không bao giờ thất bại nặng nề như thế, tôi sẽ không bao giờ nghiệm ra được lối tư duy cũng như các kỹ năng để thực sự trở thành một doanh nhân thành đạt. Niềm tin thứ hai, mọi biến cố cho dù có tồi tệ đến đâu sẽ chấm dứt. Niềm tin thứ hai giúp tôi vượt qua khó khăn đó là cho dù mọi biến cố có tồi tệ đến đâu sẽ có lúc chấm hết. Với niềm tin này, một đợt bùng nổ kinh tế mới sẽ lại đến. Chúng ta đang trải qua thời hậu khủng hoảng kinh tế. Nỗi đau của những đổ vỡ trong quan hệ rồi cũng sẽ nhạt phai. Cùng với đó sẽ là những cơ hội để chúng ta có những mối quan hệ mới và tốt hơn những mối quan hệ cũ. Trận động đất ở Haiti, trận động đất đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Cho dù có đáng sợ đến đâu rồi cũng sẽ qua đi. Cùng với đó là cơ hội để xây dựng lại đất nước và nguồn nhân lực. Chúng ta phải đảm bảo là chúng ta tin rằng mọi chuyện đều sẽ qua và tận hưởng một sự khởi đầu mới. Thật là buồn khi có ai đó tự tử. Với tôi đó là giải pháp vĩnh cửu cho những vấn đề tạm thời. Niềm tin này cũng trao cho tôi cơ hội kiếm được rất nhiều tiền từ cuộc khủng hoảng tài chính. Vào tháng 1 năm 2009, thị trường chứng khoán chứng kiến những đợt suy giảm giá trị kỷ lục. Thị trường Mỹ giảm 55%. Thị trường Singapore giảm 65% và Trung Quốc giảm 70%, có rất nhiều người nghĩ rằng cổ phiếu sẽ không bao giờ hồi phục. Giá cả dường như rớt xuống từng ngày và chưa có tín hiệu dừng lại, rất nhiều người chọn bán lỗ vốn và thay sợ hãi khi mua vào khi giá cổ phiếu trượt thê thảm. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi biến động thị trường đều sẽ kết thúc và theo sau đó sẽ là một đợt phục hồi. Vậy nên ngay trong tháng đó tôi viết một cuốn sách trong 30 ngày với tên gọi Profit from the Panic và đầu tư 80% tiền bạc của mình vào thị trường chứng khoán. Chỉ 2 tháng sau đó, tháng 3 năm 2009, biến động qua đi và thị trường chứng kiến giá cổ phiếu tăng kỷ lục trong suốt 50 năm qua. Những cổ phiếu tôi mua với giá 2 đô la Mỹ bây giờ trị giá lên đến 12 đô la Mỹ, giúp tôi sở hữu cả một gia tài. Niềm tin thứ ba, cái gì không giết chết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Niềm tin thứ ba tôi có đó là cái gì không giết chết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Vì cha mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 13 tuổi. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi học cách độc lập.
vì tôi bị đá và tan nát cõi lòng bởi ba người bạn gái tôi trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Vì tôi mất hơn 150,000 đô la Mỹ vào thị trường chứng khoán khi chập chững đầu tư vào lúc đôi mươi. Tôi là một nhà đầu tư mạnh mẽ và thông minh hơn. Vì công ty nội thất của tôi phá sản 8 năm trước và tôi vẫn tồn tại. Ngày nay tôi không còn sợ thất bại nữa, niềm tin thứ tư thành công chỉ đến sau thời khắc khó khăn nhất. Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng thành công chỉ đến khi ta vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Điều đó có nghĩa là khi mọi thứ trở nên tồi tệ, đó thường là dấu hiệu cho thấy gió sắp đổi chiều. Bạn có biết rằng giây phút mặt trời sắp xuất hiện là lúc màn đêm trở nên đen tối nhất không? Bạn có biết rằng chỉ ngay trước khi thị trường chứng khoán chững lại và phục hồi, rất nhiều người trong cơn hoảng loạn đã bán hết đi mọi thứ họ có hay không? Nó được biết đến với tên gọi hiệu ứng đầu hàng. Chỉ khi mọi nhà đầu tư cổ phiếu đầu hàng và bán sạch mọi thứ họ có, một thứ gì đó sẽ xuất hiện và bắt đầu đẩy giá cổ phiếu lên cao. Bạn có thể xem rất nhiều bộ phim và bạn cũng có thể chứng kiến hiện tượng này. Chỉ ngay trước một cái kết có hậu, người anh hùng thường phải trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn và vô vọng. Đó là khi mọi thứ đột nhiên xoay chiều và bộ phim kết thúc. Đó là cuộc sống. Vấn đề là rất nhiều người từ bỏ ở điểm đen tối nhất và không bao giờ có cơ hội ngắm nhìn bình minh. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.